Đây, đang thử nghiệm cái đinh mà giải cho xe tải ở Hòa Bình đây. Hay hay đấy, tại vì mấy nhũ đang đi mà đêm hôm mà trên đường cao tốc lúc đấy ông đi đang ngủ thì nó chả gọi ai cứu được nhỉ? Vẫn phải đi thường xuyên đấy em. Đây có phải là đinh giải cho con xe tải và vị trí ở Sơn La không? 100% là đúng. Anh phải xung xác là đấy, mà chẳng là cứ để dập thôi. Bây giờ tháo ra nhá. Từ anh cứ để đấy cho quay. Để đấy á. Quay không khỏe nữa. Mày tráng chứ. Không, anh bảo mày tráng được gì. Xe của vợ thì nó mới không biết cách xử lý thì mới cần. Nói chung xe nào cũng nên tráng. An toàn. Quan trọng nhất là tính năng an toàn. Xong chưa? Có xì cái nào không? Ờ, anh khoe đinh đi, khoe đinh đi, khoe đinh, khoe đinh. Bên bên. Không tí nước ngọt mà. Không xì phân à? Không xì nữa. Đây ạ. À? Ê, quay mặt đây. Dạ. Để em quay mặt anh. Đấy, độ tin tưởng rất là cao không? Dạ. Hôm nay có sự chứng kiến của anh Dương, chủ cà phê cộng. Quay đây, đừng dạ. Của em đây. Quay chưa? Xóa đi.